Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngọc Mỹ, thực tập sinh lớp K2FB của Đại học EDX, mã số sinh viên CUV020HP14. Thì trong video lần này của mình thì mình sẽ làm theo các yêu cầu ở đây. Đầu tiên là điền dữ liệu vào cột mã sinh viên. Có 10 yêu cầu ở đây. Thì yêu cầu đầu tiên là điền dữ liệu vào cột mã số sinh viên. Đây là mã số sinh viên của các bạn. Rồi, tiếp theo đó chính là tiền sử dụng hàm if để phân loại if nếu như mà K2 mà nhỏ hơn bằng với cả 1.5 thì nó sẽ là loại kém. Nếu như là K này nhỏ hơn bằng 2.0 thì nó sẽ là trung bình. Nếu mà K2 mà nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì nó sẽ là khá. Còn nếu như mà K2 OK. Rồi. Tiếp theo là dùng hàm đếm xem có bao nhiêu thí sinh đạt loại khá của cái hàm sao tiếp. Đây có 284 thí sinh đạt loại khá. Rồi, OK. Tiếp theo là sử dụng quy tắc thầy hồ để lập vào cái bảng.
Thêm một cột học bổng nằm bên phải, chỉ những thí sinh các loại khá trở lên mới được nhận học bổng. Nằm bên phải cột xếp lại.